Thưa quý vị các bạn, trước dự báo vào đêm ngày 6 tháng 9, bão số 3 sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15. Từ ngày 7 tháng 9, có thể xuất hiện lượng mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp trực tuyến triển khai ứng phó với bão số 3 với các bộ, ngành và 13 tỉnh, thành phố phía Bắc. Dự và phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Phát biểu trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên với điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như với lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, tỉnh yêu cầu các ngành địa phương cần tăng cường tin về diễn biến của bão tới người dân doanh nghiệp biết để chủ động kiểm tra rà soát trong các hoạt động sản xuất, trăng chống nhà cửa, thi công công trình nhằm phòng tránh thiệt hại khi bão số 3 và mưa lớn sau bão có thể xảy ra. Rà soát ngay các phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ đã được phê duyệt để khi có tình huống chủ động xử lý. Kiểm tra những vị trí điểm ách tắc dòng chảy để giải tỏa, khơi thông, đảm bảo tiêu thoát nước. Các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, phương án phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng khi có yêu cầu. Thông báo kiểm tra hoạt động của các phương tiện giao thông, đặc biệt giao thông đường thủy, các bến đò khách ngang sông để đảm bảo an toàn phòng tránh khi có mưa bão và mưa lớn có thể xảy ra. Có các biện pháp kịp thời tạm dừng hoạt động đò ngang chở khách qua sông, các phương tiện chở vật liệu xây dựng trên đê. Các doanh nghiệp có các hoạt động khai thác khoáng sản, các bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên bãi sông. Kiểm tra các kênh trục, công trình thủy lợi, máy móc thiết bị các trạm bơm và rà soát, khơi thông dòng chảy, chủ động các phương án chống úng, sẵn sàng tháo gạt, bơm chống úng. Nhất là các khu vực thấp trũng và khu đô thị, khu công nghiệp, chủ động triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là trong tình huống bão đổ bộ và mưa lớn kéo dài gây lũ trên hệ thống sông, khẩn trương thu hoạch các loại cây rau màu, hoa quả đã đến kỳ thu hoạch. Đối với nuôi trồng thủy sản, chủ động thu hoạch khi đã đến kỳ thu hoạch, điều tiết nước trong các ao nuôi, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố công trình thủy lợi đê điều ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, đặc biệt những công trình chính quan trọng, những vị trí sung yếu, thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định. Chỉ đạo đôn đốc các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công, xây dựng các công trình có liên quan đến công trình thủy lợi trên địa bàn, chủ động có phương án và đảm bảo khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công xây dựng và các công trình có liên quan.